Tất cả nhờ Chipu nên ca khúc của Sơn Tùng hot dần dần tại đại học ở Trung Quốc. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh tại một trường đại học ở Trung Quốc. Đáng chú ý, người đăng tải đoạn clip cho biết thời điểm đó, trường đại học đã phát ca khúc Buông đôi tay nhau ra của Sơn Tùng. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý và tranh luận từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào Sơn Tùng, nhiều ý kiến cho rằng việc ca khúc này được phát tại Trung Quốc là nhờ Chipu. Cụ thể, trong MV Buông đôi tay nhau ra, Chipu chính là nữ chính diễn cùng Sơn Tùng. Những ngày qua, Chipu là cái tên được nhiều khán giả Trung Quốc yêu thích khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023. Thế nên đa số dân mạng cho rằng nhờ sự xuất hiện của Chipu trong MV nên ca khúc này đã được chú ý. Đầu tháng 12 năm 2015, Sơn Tùng khiến dân tình sốt sình sịch khi cho ra mắt MV Buông đôi tay nhau ra với câu chuyện về một cặp tình nhân chia tay nhau. Dù cả hai rất buồn nhưng lại lột tả nỗi đau của mình một cách trưởng thành, mạnh mẽ. Sản phẩm này cũng đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa Sơn Tùng cùng với Chipu. Thời điểm này, nữ ca sĩ vẫn được biết đến là một nữ diễn viên xinh đẹp và đa tài. Trong MV, có thể thấy Sơn Tùng lúc nào cũng có ánh mắt thẫn thờ, thậm chí có lúc còn vô cùng tức giận khi không thấy hình bóng bạn gái hở của mình. Đến cuối cùng, Sơn Tùng dùng kéo cắt gọn hết tất cả các bức ảnh chụp chung giữa hai người, chấm dứt yêu đương trong đau khổ. Hiện tại, MV Buông đôi tay nhau ra đã thu về hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube của Sơn Tùng. Và cũng là một trong những sản phẩm âm nhạc có giai điệu vô cùng thu hút khán giả. Đến tận bây giờ, MV này vẫn được nhiều cư dân mạng yêu thích và vô cùng thịnh hành trên nền tảng TikTok của giới trẻ.